Đang xin chào bạn. Sau đây đang xin giới thiệu các bạn cần GW chiều dài 7,2 m, cứng 5H. Hải đang đang quay phần bên ngoài cho các bạn xem. Bên ngoài là hộp, phần vỏ rất cầu kỳ, rất bắt mắt. Chất lượng thì cũng ok, giá bình dân, các bạn tham khảo. Đấy. Đang sẽ review phần bên trong cho bạn. Đây là thông số, thì Hải Đăng sẽ review cụ thể hơn. Trước tiên là review phần bên trong này bạn. Hộp rất đẹp. Bọc trong hộp gồm cần, bản sách hướng dẫn sử dụng và bao đựng cần các bạn. Cần này các bạn, riêng trong bao đây là bao đựng cần, dưới phần dưới này là bao đựng cần đấy các bạn. Hạt hút ẩm, bao đựng cần super super CA này, tên cần của hãng GW sản xuất. Đây, sách hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Trung Quốc. GW này là của Trung Quốc sản xuất các bạn. Chế của loại China. Đấy. Tất cả các hướng dẫn này, cảnh báo dây đường điện cao thế. Riêng bạn đến review cần cho bạn xem. Specia, trên cần Specia, màu xanh đen, cải nóng trắng các bạn. Đang sẽ cho bạn thông số đây các bạn. Chiều dài 7,2 m này. 7 khúc, thu gọn là 1m17. Trọng lượng là 320 g. Đây là phần bên ngoài 320 g. Và đường kính gọn là 1.4 l. Đường kính gốc của nó là 26,6. Đây các bạn. Đây là bit đít cần đây các bạn. In tên nhà sản xuất và đặc biệt là có cái để mắc dây bảo hiểm này. Cái này sẽ bật ra bật vào đấy, các bạn rút ra thì nó mắc được luôn. Cái bị đi cần đang sẽ tháo từng đốt một cho các bạn. Cái này nhất tĩnh của nó là 3 cân các bạn nhé, tải tĩnh 3 cân. Hàng chơi bạo lực đấy, tải tĩnh 3 cân là được ok rồi các bạn. Đường chỉ 2,5 cân, 1 cân 1,5 cân. Đây là nóng đốt một cái cần đây các bạn. Đang sẽ rút ra review. Đấy, cải nóng, cải màu đen, xanh đen. Đây là đốt thứ hai từ trên ngọn xuống đây các bạn. Đây đốt 1 đây. Đầu alo quay 360 độ các bạn ơi, quay tròn này. Đấy. Nhìn này đang quay tròn này. Đấy.
ngọn khá to đấy các bạn, 1.4 là được, ok. Đấy, đốt ngọn và đốt thứ hai. Đây, đang sẽ rút đốt thứ ba. Cần này 7 đốt các bạn. Đây, đốt thứ ba đây bạn. Tương tự khác nhau, tương tự giống nhau, giống đốt một các bạn. Đều có chống trượt đây, đây chống trơn và chống mòn, đây, còn thế đó. Đây các bạn. Còn phần nắp đây, đây là tem và tem nhà sản xuất. Đây tem nhà sản xuất và tem cảnh báo dưới đường điện mà các bạn không nên câu. Đây phần nắp bịt quả cần khá là bắt mắt. Rút ra bạn. Rồi, nấm cài đây các bạn cài màu đó, xanh đen kết hợp màu xanh hai màu. Đấy, hai màu chính là màu xanh đen. Nóng nào cũng được sơn phủ bóng hết các bạn nhé. Đấy, rất bóng. Vừa rồi Hải đang fixing để giới thiệu các bạn cần GVK Specia 72 độ cứng 5. Hải đang fixing, chào và hẹn gặp lại các bạn những sản phẩm tiếp theo của Ram Fixing.